là một trong những doanh nghiệp nòng cốt đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng địa ốc trực thuộc Bộ Xây dựng. Ngày 26 tháng 5 vừa qua, DIC Group chính thức đặt chân lên cột mốc 25 năm hình thành và phát triển. Trong chẳng 1/4 thế kỷ ấy, bước chân của DIC không ngừng vận động và tiên phong trong mọi khó khăn thử thách. Thành quả đáng tự hào là minh chứng cho diện mạo mới, không chỉ ở thành phố biển Vũng Tàu mà khoác lên mình chiếc áo mới đẹp đẽ hơn, khang trang hơn ở nhiều địa phương trên bản đồ hình chữ S. Ngày 26 tháng 5 năm 1990, Bộ Xây dựng quyết định thành lập nhà nghỉ xây dựng với chức năng phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi điều dưỡng cho cán bộ công nhân ngành xây dựng, đồng thời kết hợp kinh doanh du lịch nghỉ mát cho du khách trong và ngoài nước. Sau hơn 2 năm hoạt động có hiệu quả, nhà nghỉ xây dựng Vũng Tàu được Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 564/BXD-TCLD ngày 23 tháng 11 năm 1992 chuyển thành Công ty Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Du lịch TIIC. Từ đây, TIIC bước chân vào thương trường. Bắt đầu từ năm 2000, thực hiện việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước của chính phủ, TIIC đổi tên thành Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng, DIC. Với sự năng động, luôn tiên phong trong công cuộc đổi mới doanh nghiệp, DIC được chính phủ chọn là một trong những đơn vị đầu tiên thuộc Bộ Xây dựng hoạt động thí điểm theo mô hình công ty mẹ, công ty con, cùng thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trong chiến lược phát triển chung của toàn DIC Group. Cuối năm 2008, DIC tiến hành cổ phần hóa và không ngừng lớn mạnh cả về thế lẫn về lực, hoạt động hiệu quả cho đến ngày nay. Phát triển nguồn nhân lực là hết sức cần thiết để phát huy hiệu quả các lợi thế và nguồn lực sẵn có, cũng như tận dụng được các cơ hội và điều kiện thuận lợi của địa phương. Trong phát triển nguồn nhân lực, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC chú trọng đến nguồn nhân lực đã qua đào tạo, đồng thời có chính sách trọng dụng và thu hút nhân tài. Đây được coi là chìa khóa vàng để giúp DIC sớm hoàn thành mục tiêu phát triển. Cụ thể, DIC xây dựng nguồn nhân lực có thái độ đúng đắn và năng lực phù hợp để vận hành hệ thống quản trị luôn được nâng tầm theo thời gian. Bên cạnh đó, đội ngũ lãnh đạo, quản lý có trình độ cao luôn thể hiện xuất sắc với tinh thần tận tâm cống hiến, có khả năng phối hợp cùng các cộng sự để tạo ra giá trị cốt lõi đặc trưng của công ty. Ngoài ra, đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, công nhân đã được đào tạo bài bản và trải nghiệm thực tế là một trong những lý do quan trọng giúp DIC hoàn thành mọi dự án theo tiêu chí chất lượng và thẩm mỹ. Có thể nói, chính nguồn nhân lực hòa nhập văn hóa công ty và bảo đảm tính toàn vẹn giá trị cốt lõi mà DIC đã hình thành trong quá trình phát triển. 25 năm định hình và phát triển cũng là khoảng thời gian mà toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên DIC luôn phấn đấu vươn lên, hoàn thành mọi kế hoạch đề ra. Dù có lúc thị trường bất động sản tại Việt Nam rơi vào tình cảnh đóng băng, không lối thoát. Trước tình hình đó, tại Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2015, DIC đã xây dựng các giải pháp quyết liệt để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện phân kỳ đầu tư, phân loại, sắp xếp dự án theo các nhóm ưu tiên để bố trí vốn phù hợp, tránh đầu tư dàn trải, huy động vốn từ kênh trái phiếu để chủ động về nguồn vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm, hoàn tất các thủ tục pháp lý tại một số dự án, tái cấu trúc, sắp xếp lại bộ máy nhân sự, tăng cường kiểm soát vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác. Từ sự đồng thuận cao nhất của cổ đông và phương thức lãnh đạo đúng đắn của ban điều hành, nhìn lại kỷ niệm 25 năm hình thành cũng là nhìn lại thành quả mà DIC đạt được. Đó chính là hàng loạt dự án đã và đang tiến hành rải rác khắp các địa phương trên toàn quốc. Nếu như tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được thành lập tháng 10 năm 1991, thì DIC lại thành lập vào tháng 5 năm 1990. Có thể nói, tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và thành phố du lịch Vũng Tàu nói riêng gắn liền với sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của DIC. 1/4 thế kỷ đầy gian nan thử thách, nhưng cũng hết sức tự hào của một tập đoàn đoàn kết, các bằng khen, giấy khen từ trung ương đến địa phương, các giải thưởng sao vàng đất Việt, cúp thánh giống, thương hiệu mạnh, đặc biệt là huân chương độc lập hạng nhì và huân chương lao động hạng nhất, càng thấm thêm trang sử vàng DIC trong ngành xây dựng nước nhà. Khó khăn vẫn còn phía trước, nhưng càng chông gai thử thách thì thành quả càng đáng tự hào. Tin rằng từ những gì đã có, DIC sẽ ngày một phát triển, chắp cánh bay cao, vươn lên những tầm cao mới.